Các bạn nhé, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách claim lock nhận được 1.000 đồng token Sitep MT nhé. Một số thông tin mà tôi cần này, số tổng vốn phát hành là 100 triệu, đã có 134 tài khoản download, đã phát sinh 300 lượt giao dịch, khoảng 3 lần xin mất trang ít nhé. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimlock.net, không truy cập website thì mình để phần dưới mô tả vừa đây nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn nhập lúc còn chất copy token chắc và quay sang ví của các bạn nhé. Bạn nhấp import token để thêm và giảm địa chỉ token này vào nhé. Nhấp add token nhé, nhấp import token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claimlock.net, nhấp lúc get token nhé, để nhận token. Giờ các bạn nhấp vào claimlock nhé. Rồi, các bạn nhấp tiếp đây claimlock. Nó yêu cầu kết nối ví thì các bạn nhấp click và connect nhé. Chọn ví ra là 0.004 BNB, nhấp confirm để xác nhận nhé. Giao dịch đang được xử lý. Thì các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website claimlock.net để cập nhật những dự án mượn ví, phần thưởng token mới nhất trên mạng và đại diện chạy in nhé. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch như Binance, MXC, Gate, Remitalo, OKCoin thì nhờ tập giao dịch các bạn pháp bắt đầu, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách làm nhận được 1.000 đồng token GMT. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.